Trong video này mình sẽ xin phép trả lời câu hỏi của một bạn comment trong cái video lần trước. Bạn hỏi là học ngành công nghệ thông tin cần giỏi những môn nào? Thì tất nhiên là giỏi môn tin. Ngày xưa thì khi mà mình đi học, quá trình mình khám phá ra mình giỏi môn tin á, lâu rồi cái thời của mình á là sẽ có điểm nghề, có nghĩa là khi bạn học một cái nghề thì năm lớp 9 tuyển vô lớp 10 sẽ có cái điểm nghề. Thì cái năm đó là ba của mình cho mình đi học cái nghề là lập trình C. Thì mình học rất là cơ bản luôn, lúc đó học những cái dòng lệnh rất là cơ bản luôn. Và lập trình C cái đó giống như là Pascal vậy đó, giống như các bạn học ở trường là Pascal đó. Thì mình học một thời gian cái mình cảm nhận cái mình thích. Thì cái đó mình mới thi vô cái đội tuyển mà tin học của trường mình lúc đó, trường học cơ sở Nguyễn Du, quận 1. Mình cố gắng mình thử coi là mình làm hết sức với cái môn này thì mình có được lên những cái thi những cái cấp quận, cấp thành phố hay không. Sau đó mình rất là đam mê và áp dụng những cái giải pháp lập trình vô để giải quyết những cái bài toán. Khi mà mình theo đuổi môn tin á, càng sâu á thì mình nhận ra rằng mình tự nhiên có thêm những cái gọi là yêu thích với các cái môn liên quan đến lĩnh vực logistics. Mặc dù trước đó là mình cũng đã tương đối giỏi về các môn lĩnh vực logistics rồi, như là môn toán lý đi, suy luận từ A ra B ra C nè. Nhưng mà môn tin nó thêm một cái bậc nữa là nó phải làm sao nó đưa cái đó thành một cái hệ thống để nó chạy thành một cái chương trình và chuyển thể cái giải pháp của bạn từ cái bình thường đời sống chuyển qua giải pháp máy tính. Nó khác hơn một chút về các bạn hiểu về có những cái vòng lặp, có những cái lệnh logic if else nọ đó. Những các bạn bè đồng trang lứa của mình á, thì mình cũng nhận ra là trong cái đội tuyển mà tin của mình hồi xưa mình học ở trường Lê Hồng Phong á, là đội tuyển tin rất gần với đội tuyển toán, cho nên cái môn toán tin thường là hai môn đi chung. Nếu các bạn không giỏi toán thì cũng hơi rất khó để các bạn gọi các bạn giỏi tin học. Và bên cạnh đó là còn giỏi cả môn lý hóa, tại cái đó rất là gần với lại môn toán. Nói chung là những môn về khoa học tự nhiên á, nó rất gần với môn tin, cho nên khi bạn giỏi môn đó nó sẽ phụ trợ. Nhưng mà tất nhiên cái gốc vẫn là các bạn đam mê yêu thích tin học, các bạn đam mê giải quyết những cái vấn đề cuộc sống bằng cái máy tính này. Các bạn đam mê ngồi trước cái màn hình máy tính như vài hàng giờ đồng hồ thì tự nhiên các bạn sẽ giỏi môn tin thôi ha. Cho nên đừng lo. Câu hỏi thứ hai á, là học công nghệ thông tin cần dùng những phần mềm gì? Câu trả lời là rất rất nhiều phần mềm mà mình cũng không biết là cụ thể khi mà các bạn hỏi vậy thì là cụ thể là cái nghề gì của trong ngành công nghệ thông tin đó thì là mới là xài phần mềm đó. Tại vì thứ nhất trong ngành công nghệ thông tin đã là có rất là nhiều ngôn ngữ lập trình, là hệ thống hạ tầng mạng nè ha, bảo mật nè ha, đó là những cái khác nữa. Nó nói trong lập trình mà viết phần mềm thôi đó thì đã rất nhiều ngôn ngữ rồi, và mỗi ngôn ngữ nó là có những cái công cụ lập trình riêng và những công cụ bổ trợ riêng. Và mỗi lập trình viên khi mà học cái ngôn ngữ đó sẽ bắt đầu học kèm theo những cái phần mềm đó. Cho nên cái việc mà các bạn xác định cái phần mềm nào cần để mà biết á, nó không quan trọng bằng các bạn xác định rằng mình thích đi theo cái hướng nào thì tự động phần mềm sẽ đi theo. Ví dụ mình xác định bản thân mình hướng đi theo lập trình web thì tự nhiên cái mình học dần dần thì người ta sẽ giới thiệu thêm cho mình các cái phần mềm về lập trình web, phần mềm để kiểm tra cái web chạy tốt hay không, phần mềm để viết cái code cho cái web, thì nó là những cái phần mềm khác nhau hoàn toàn so với những cái lập trình viên làm những cái mảng khác. Và thực chất là một lập trình viên biết cũng khá nhiều phần mềm một để mà thực hiện được đủ các cái công việc hàng ngày của mình á. Chẳng hạn mình một ngày mình làm việc mình nhìn xuống cái thanh taskbar của mình ở dưới Windows là ít nhất cũng phải là 15-20 phần mềm mở cùng lúc, vừa hỗ trợ cả việc quản trị, vừa hỗ trợ cả việc code, vừa hỗ trợ cả việc chỉnh sửa hình ảnh, vừa hỗ trợ đủ thứ hết. Nói chung là nhỏ nhỏ lắc nhắc rồi kiểm tra rồi. Đó là phần mềm, nhưng tất nhiên là cái phần mềm mà về nằm trên online nữa, những phần mềm sử dụng trên online nữa cũng rất nhiều. Thì cái đó chỉ khi nào bạn đi sâu vô thì bạn sẽ nhận ra, bạn sẽ tìm hiểu ra, chứ đừng quan trọng quá cái gì cũng là biết phần mềm nào. Và một điều nữa là phần mềm sẽ luôn luôn thay đổi qua các năm, bạn sẽ nhận từ từ sẽ có phần mềm mới thay thế phần mềm cũ nhanh hơn, mạnh hơn, cho nên cái đó các bạn không cần phải nắm bắt trước. Ba mình hay có dụ kêu là đi học SAP. Phần mềm SAP là phần mềm xài trong các cái tổ chức lớn, enterprise, nó rất là nổi tiếng ha.
Thì hồi xưa mình cũng nghe hồ cũng hay, cũng đã học SCP, nhưng mà vì một cái lý do đó mà cuối cùng mình cũng không học. Và sau này mình đi làm mình mới cũng nhận ra là nhiều tổ chức khác nó dùng nhiều phần mềm khác nhau lắm, không những thiết SCP, và từ từ SCP đang bị dần thay thế bởi các cái phần mềm khác về sau, linh hoạt hơn, tốt hơn, tại vì từ từ phần mềm cũ sẽ bị thay thế, đó là chuyện đương nhiên. Chuyện đương nhiên trong thế giới học, phần mềm cũ sẽ dần bị thay thế nếu mà không cập nhật kịp. Câu hỏi thứ 3 là công nghệ thông tin có liên quan đến lắp đặt máy tính không ạ? À, vì bây giờ em mới học lớp 9 và em muốn biết để cố gắng. À, thì cái câu trả lời ngắn gọn là thật sự nó không liên quan lắm. Các bạn không biết về phần cứng, các bạn vẫn có thể tồn tại được trong nhà lập trình. Tại vì cái xu thế máy tính bây giờ, như các bạn biết, thứ nhất là bắt đầu nghiêng về laptop, và laptop bắt đầu rất là mạnh, cho nên cái việc người ta chọn giữa desktop và laptop, nếu trường hợp cái người thường mà người ta không có nhu cầu quá cao thì đa phần laptop là được. Và như các bạn thấy một cái máy tính laptop, MacBook thì thôi khỏi nói à. Này MacBook là các bạn thôi khỏi nghĩ đến chuyện là lắp ráp, các bạn có hiểu cái gì RAM, CPU cũng chả có làm gì được cái con này hết. Nhưng mà thậm chí cái máy Windows về sau nó cũng rất là hack, rất là rất khó để các bạn gọi là thích thì tháo ra rồi sửa gắn dây lại. Thật sự cái đó càng ngày càng ít dần, và thậm chí người ta hướng đến những cái con mà nhỏ xíu như vậy mà chạy được hết nguyên một cái hệ điều hành mà vẫn tốt như thường đó. Cái lúc mà thời điểm Covid á, thì cái việc mà sa thải người ở trường RMIT lúc đó, nguyên cái team mà về support phần cứng, hỗ trợ phần cứng như là chạy Windows, chạy cài Win rồi lắp đặt mạng á, đó là gần như không còn việc nữa, tại vì người ta làm online hết đó, thì gần như mất việc toàn bộ team đó hết, và chuyển từ cơ cấu là có một cái team như vậy chuyển sang cơ cấu outsourcing hoàn toàn, có nghĩa là on demand, có nghĩa là cần sửa thì có một cái nhóm bên ngoài thuê vô sửa làm thôi, rồi không nghĩ tiết kiệm chi phí. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là phần cứng không phát triển. Nếu mà các bạn thật sự đam mê mà cái phần cứng á, thì mình đề nghị các bạn nên chọn đi sâu về ngành điện tử hẳn luôn, ngành điện tử hẳn luôn, để các bạn làm các công ty mà về nghiên cứu những cái con chip, nghiên cứu những cái card màn hình, các đồ họa, đi theo hướng đó luôn, thì các bạn sẽ được thỏa sức đam mê phần cứng của mình. Còn mà học phần cứng chỉ để lắp ráp máy, hồi xưa thật sự mình cũng học nữa, hồi xưa hồi mà còn ở Việt Nam mình học theo cái gọi là chương trình bác sĩ máy tính đó, cũng học khoảng 3 tháng. Thực sự là cái đó kiến thức đó rất là tốt nha, mình không nói là không nên học, thật sự kiến thức đó bây giờ support, hỗ trợ mình cho đến giờ luôn. Mình vẫn tự tin, mình biết cái dây nào cắm vô dây nào, mà xài máy tính mà công ty giao tới thì mình cắm tự xài chứ không nhờ cái team hỗ trợ nữa. Thì cũng là một cái tốt, nhưng mà thực chất là không phải quá quan trọng ha. Nếu các bạn đã xác định được phần mềm thì tập trung phần mềm trước, học phần mềm, rảnh thời gian đam mê thì có thể đăng ký một cái khóa phần cứng ở ngoài học cho vui cũng được, nhưng nó không quá gọi là có sự liên đới hỗ trợ. Và khi đi làm thật sự thì các công ty cũng không cho bạn tự ý tháo lắp máy tính của công ty đâu, tại vì cái đó liên quan đến vấn đề về mặt an toàn, security nữa. Các bạn cứ thoải mái tháo lắp vậy thì còn đâu. Nếu các bạn có những câu hỏi nào về liên quan đến ngành IT hay về cuộc sống ở nút, các bạn cứ đặt cho mình ở các comment bên dưới thì mình sẽ trả lời. Thường là mình có thời gian thì cuối tuần mình hay record video để mình trả lời những cái câu hỏi này. Những cái này là những cái thực sự câu hỏi rất là thực ha. Và sau khi đặt câu hỏi thì điều quan trọng nhất là các bạn hãy subscribe cho kênh của mình, để mà khi có câu trả lời mình đăng lên là các bạn sẽ nhận được liền. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Việt Bình Cuộc Sống Theo Út. Nếu thấy hay hãy để lại cho mình một like, và đừng quên subscribe để luôn nhận được những video mới nhất của mình. Và luôn nhớ rằng stay healthy, stay positive, sống vui vẻ.